HP Shop. Thân chào các bạn nha. Clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng Amply filter rất là nhỏ gọn các bạn. Nó như thế này đây. Đó, rất là nhỏ gọn. Thì dòng này á, nó cái mã của nó là audio các bạn, MT21. Mỗi cơ là 50W các bạn, tổng loại là 100W. Chép bass và nó có sub luôn nha các bạn. Đó. Cũng như trên đây nó ghi nè, cái ngõ ra của nó là R, L và sub chữ S nha các bạn. Ra ba cổng. Âm thanh mà có tiếng sub thì các bạn nghe là rất là tuyệt và ok nha, để chúng ta lắp độ chế để ở trong phòng chúng ta nghe giải trí. Thì sơ qua thì trước tiên là cái nguồn điện vào của nó, chúng ta dùng adapter 12V tới 24V đều ok nha. Và cái cổng âm thanh vào của nó là Bluetooth 5.1 nha các bạn. Đặc biệt là khi chúng ta vừa bật nó lên mà chúng ta có bật Bluetooth là nó sẽ tự kết nối, cho nên chúng ta không cần phải tìm kiếm để kết nối lại nha. Và một cái cổng âm thanh vào rất 3.5. Đây, cái mạch nó như thế này đây các bạn. Rất là nhỏ và tiện lợi. Và phía trước của nó các bạn, nó là cái volume và công tắc luôn nha. Đó. Đó, công tắc bật mở, volume lớn nhỏ tổng luôn nha các bạn. Bass, kép, volume và các tần số của sub FR, EQ nha các bạn. Tần số của sub, bên đây là volume của sub đây. Đó. Thì tổng thể sơ qua các bạn thấy mạch rất là nhỏ rộng nha. Chúng ta kết nối với điện thoại và cho đường ra của nó. Thì ở đây mình muốn nghe được tiếng sub cho nên mình sẵn có cái loa sub các bạn. Đây. Và mình lấy luôn một cái thùng lo có thằng can buốt nè, mình khoan cái lỗ và mình bắt cái sub này vào luôn. À, thì coi như có thể là mình bỏ hai cái đường tiếng của này luôn các bạn, bỏ chép với cái lo này luôn của cái lo can buốt, thì mình chỉ giữ lại một lo thôi. Mình xài một lo là một lo bên đây các bạn, lo bên đây nó vẫn hát ok và lo bên đây nó vẫn hát ok luôn nha các bạn, nhưng mà mình không có câu đường tiếng cho nó, để cho nó đánh sub thôi. À, hy sinh một lo đường hơi nó ra dưới đây các bạn. Và mình cũng câu thêm hai cái lo linh tinh các bạn. Lo linh tinh này á thì nó đi mình cũng được thanh lý lại nha. Đây các bạn, không biết thấy rõ hay không, mình quay hơi ngược đây các bạn. Đó, SB DB401A. Thằng này thì 30W các bạn. Nó một cặp nha các bạn. Cho ra âm thanh cũng khá hay á. Đây. Hàng này là hàng mình thanh lý được. Hàng chất lượng nha các bạn. Đó. Thì tổng thể thì nguyên cái bộ nó thì một sub nè, một lo nè, mình câu với hai cái lo này. Thì bây giờ để mình kết nối để các bạn xem nó như thế nào nha. Coi âm thanh nó có hay hay không nha các bạn. Đó. Rồi chờ mình một chút. Thì cái này mình có cho sub luôn. Thì các bạn nếu mà cần chúng ta đeo tai nghe thử để test cái âm thanh của này. Nếu mà cái phòng của mình từ 10 tới 20 m2 mà xài hai cặp lo vệ tinh và một cái sub là ok nha các bạn. Âm thanh nghe rất là hay. Mình mở đây. Rồi mình cho volume lên. Này mình mở nhỏ thôi nha. Đó. Lớn này. Có tiếng sub các bạn, tiếng bass có tiếng bass chép nè, nó đánh như thế các bạn. Rồi mình cho tiếng sub lên nha. Đó.
Đó, các bạn thấy âm thanh nó như thế nào? Nghe rất là ok đúng không? Đó. Thì nếu mà các bạn có những cái lo súp cũ ở nhà thì chúng ta độ thêm một cái cục súp các bạn. Khi mà âm thanh nghe tiếng gền có tiếng súp á, nghe rất là hay. Còn chúng ta nghe chỉ có tiếng bass, chép hoặc tiếng trung thôi á thì âm thanh nó không có bằng, mà có thêm một cái cục súp mini để chúng ta nghe được những cái âm thanh cũng như tiếng gền của xe chạy nè, tiếng súng bắn nè, nghe rất là ok đó. Thì cái này một số cục súp riêng, mình câu điện cho nó đây các bạn. Thì ở đây mình đưa lên cái đường súp và hai vệ tinh. Thì ở đây cái cục này coi như là cục riêng rồi, các bạn có thể là đấu với cái cặp loa vệ tinh nào cũng được, cũng ok nha. Thì bây giờ do tính chất cái nhạc đó các bạn, nó dính tới vấn đề bản quyền cho nên mình không có tiện đưa những cái nhạc sến để mà nghe thử các bạn. Mình chỉ bắt một khúc có đoạn chép bass sub để chúng ta cùng nhau nghe. Thì các bạn nào ở nhà có sẵn những cái loa sub mặt cần độ chế á, thì các bạn cứ lôi ra các bạn làm và nghiên cứu để mà nghe rất là hay. À, các bạn thấy không? Tuy cái đường âm thanh bên đây mình không có câu qua halo này, mà chỉ có lo súp á, nó đánh không các bạn, mà cái màn con này giật vô giật ra luôn nè, cái hơi rất là mạnh. Đó, cho nên mình nếu mà mình câu đường tiếng luôn cho con này á, thì nó cộng hưởng giữa cái súp và cái của con này á, thì chúng ta nghe không có hay, cho nên mình bỏ luôn cái đường tiếng con này để tránh trường hợp có tiếng nó không có hay, nghe mất tức lắm các bạn. Đó, thì các bạn xem sơ qua cái mạch này. Mạch này khá rẻ các bạn. Các bạn cứ lên Shopee hoặc là Lazada tìm đều có hết các bạn. Đây, mình quay cận cảnh cái mã để các bạn có thể là chúng ta tìm hiểu để chúng ta mua về chúng ta độ ráp. Thì cái này chúng ta có thể lấy cái cục adapter laptop chúng ta cắm vào là ok. Đây, cái rất tròn nhỏ cũng dễ tìm các bạn. Rất này là rất Asus hoặc là rất Toshiba đều ok. Đó, rất tròn kiểu này các bạn. Thì chúng ta xài thẳng cục adapter luôn, adapter laptop các bạn, khỏi mất công phải mua ha. Cục này kết nối với Bluetooth điện thoại, câu với dàn loa của chúng ta để trong phòng nghe nhạc là ok. Mỗi khi làm về có mệt mỏi thì chúng ta mở những cái bài nhạc yêu thích, chúng ta nằm nhắm mắt lại chúng ta nghe thì thật là ok nha các bạn. Rồi, lúc này mình cũng nhằm mục đích là tạo cảm hứng chúng ta cùng nhau nghiên cứu và độ chế để có được một cái dàn lo hay để chúng ta nghe vừa với cái tai của mình các bạn. Tại vì khi mà các bạn ra quán cà phê ngồi á, cái tiếng nhạc nó bắt không có hay nha, âm thanh nó không hay, nghe có thể có dư bát quá, không có chép hoặc là chép quá, hoặc tiếng nhỏ quá, tiếng nhạc lớn quá cũng không hay. Cho nên mình quyết định độ cái dàn này để tự mình nghe các bạn. Tuy nó cũ nhưng mà âm thanh rất là tuyệt vời, mình rất là ưng ý các bạn. Rồi, các bạn nào có đồ á, thì chúng ta cứ mạnh dạn mà lôi ra chế nha các bạn. Mình cũng giới thiệu và test cái mạch này rồi. Đó, các bạn cứ yên tâm mà xài. HP Shop, thân chào các bạn.